Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, người mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model, còn được gọi tắt là VNTM, là một chương trình truyền hình thực tế dựa trên phiên bản gốc được sáng lập bởi TV Bank American Next Top Model. Chương trình được sản xuất bởi công ty truyền thông Multimedia và được trình chiếu trên kênh truyền hình VTV3 của chúng ta. Việt Nam Next Top Model là một cuộc tranh tài quy tụ các cô gái, chàng trai xinh đẹp khắp quốc gia của chúng ta nhằm tìm kiếm và trao danh hiệu người mẫu Việt Nam. Trong phần ngày hôm nay thì gồm 11 người đã bước vào phần ngày hôm nay, đó là Kiki Lê, Thủy Trâm, Thanh Hương, Thủy Dương, Nguyễn Hợp, Trà My, Kim Dung, Thiên Trang, Cao Ngân, Hồng Anh, Hoàng Xuân và Hoàng Anh. 11 gương mặt thân quen này với quý vị và bạn rồi. Nhưng trong tập ngày hôm nay thì đã xảy ra trong cái ngôi nhà chung một sự việc không đáng có. Đó là khi mà Nguyễn Hợp được làm thủ lĩnh của ngôi nhà chung. Khi Nguyễn Hợp được làm thủ lĩnh của ngôi nhà chung thì ở đây chia ra làm hai phe. Một bên là phe ủng hộ Nguyễn Hợp và một bên là 6 người của Tem Sang. Khi mà Nguyễn Hợp làm thủ lĩnh nhà chung, cô họp ngôi nhà chung và đưa ra cái ý kiến, trong quá trình họp cô đưa ra cái ý kiến là khi nào mà thủ lĩnh cho nói thì mọi người mới được nói, còn thủ lĩnh mà không cho nói là mọi người phải im lặng. Khi mà Nguyễn Hợp dứt lời xong thì có bên tem của Tem Sang có mấy người lên tiếng và ngay lập tức bắt đầu sự việc xảy ra, tranh cãi nhau ở trong cái phòng chung. Và Nguyễn Hợp sau đó cũng phạt mấy người nói chen ngang bằng cách là dọn nhà, rồi lau nhà, soạn đồ, kể cả là dọn nhà vệ sinh. Ở trong cái phần này thì các thí sinh phải biểu hiện được là các bức ảnh đẹp, phải có những cái diện thời trang rất là đẹp. Với ba vị giám khảo đó là Nam Trung, Hoàng Yến và Ngọc Ánh. Và trong cái phần này thì các thí sinh cũng phải đến một cái thử thách, đó là đến cái hiệu thời trang của EVE Moza để thử thách một cái vấn đề, đó là trong vòng 3 triệu thì các thí sinh phải dùng mua 6 cái bộ đồ để thể hiện 6 cái cung bậc thời trang khác nhau, trong đó có cung bậc của thời trang của những năm 80. Và cũng có một phần thử thách ở tại EVA Moza này, đó là hai người chia làm một nhóm để ghi hình giới thiệu nhãn hàng. Khi mà Nam Trung yêu cầu mọi thí sinh là nhảy theo nhạc ở đây thì nhạc là nhạc toàn những nhạc năm 80 và mọi người cũng rất là bối rối. Có người thì cũng biết không biết là những năm 80 là người ta nhảy như nào để cho hợp lý, và cũng có người rất là căng thẳng bởi vì là một người nhảy mà lội thì Nam Trung sẽ bảo dừng lại, và dừng lại thì tất cả mọi người lại phải nhảy lại từ đầu, tức là người đã nhảy được rồi cũng phải nhảy lại từ đầu. Do đó mà mọi người rất là căng thẳng ở trong vấn đề này. Ở trong cái thử thách này thì có một điều rất là chú ý, đó là Hồng Xuân, cô gái có chiều cao rất là cao và có mái tóc rất là xinh, gương mặt rất là yêu mến, dễ thương. Nhưng Hồng Xuân diện hơi cứng về cũng như nhảy và cũng như là diện thời trang trong 6 cái mẫu thời trang của những năm 80. Và khi Hồng Xuân giới thiệu, ghi hình giới thiệu nhãn hàng với cái thử thách là ghi hình giới thiệu nhãn hàng, thì Hồng Xuân đã làm một việc, phạm vào một việc rất là sai lầm, đó là đọc sai nhãn hàng. Đấy, đọc sai nhãn của EVE Moza, và điều này làm cho đại diện của Moza là không hài lòng chút nào. Phải chăng lúc này Hồng Xuân cũng biết là mình đã có những cái
điểm thể hiện vừa trong cái phần này không hài lòng với giám khảo cũng như không hài lòng với chính bản thân mình. Tiếp tục, trong cái quá trình ghi hình giới thiệu nhãn hàng thì là Hồng Xuân cũng nói lặp và nói sai đến 2 đến 3 lần, làm cho giám khảo cũng không được hài lòng. Và trong cái thi của cái ở mùa ra này thì là Kim Dung là người chiến thắng, sẽ làm đại diện cho EVE Moja. Ở trong cái phần này thì không những là cái đúng độ của dựa các cái bạn thí sinh ở trong cái phòng chung khi mà Nguyễn Hợp làm thủ lĩnh, đỉnh điểm của cái đúng độ này, xô xát này khi mà Nguyễn Hợp về phòng chung và vứt đồ của mọi người xuống dưới nhà và vứt ra khỏi cửa khi mà nói mọi người để đồ đạc gọn gàng nhưng mọi người không nghe. Và Nguyễn Hợp đã vứt đồ của mọi người xuống đất cũng như là ra ngoài khỏi phòng. Nguyễn Hợp thấy cái gì là vứt cái đấy. Thì bên Tân Nguyễn Sang và bên những người ủng hộ Nguyễn Hợp, hai bên xảy ra xô xát nhau rất là không đẹp mắt. Đỉnh điểm của xô xát là còn túm áo nhau và hắt nước vào mặt nhau. Ở trong cái phần này thì ba vị giám khảo yêu mến của chúng ta, đó là Nam Trung, Hoàng Yến và Ngọc Ánh, cũng gây ra xô xát. Ngọc Ánh thì là ngoài cuộc, nhưng giữa Nam Trung và Hoàng Yến đã có sự cãi nhau khi mà Hồng Xuân lên để cho giám khảo nhận xét xong. Đến Cao Thiên Trang, thì Cao Thiên Trang ở đây là quý vị bạn đang biết là Cao Thiên Trang là đang còn bị đau lưng. Thì Cao Thiên Trang, với Cao Thiên Trang là Nam Trung nhận xét là có những cái biểu hiện và những cái tiến bộ tích cực, thì giám khảo Hoàng Yến lại phản bác. Và Hoàng Yến cho rằng là Nam Trung đang còn nói sói mình về vấn đề gì đấy, nhiều nói đi nói lại mấy lần nên Hoàng Yến đã bỏ sổ, vứt sổ ở ghế và đi vào phòng kín. Lúc này Ngọc Ánh mới lên tiếng là bây giờ chuyện gì thì chuyện phải là việc chung trước, nên Nam Trung đã đi vào để nói chuyện với Hoàng Yến, làm để cho 12 thí sinh đứng chờ ba vị giám khảo. Vào trong phòng thì Nam Trung và Hoàng Yến đã có những cái lời nói mà theo mình nghĩ là nó không được hài lòng bằng mặt cho lắm. Và để cho Ngọc Ánh phải đi vào và nói là các thí sinh đang chờ và bây giờ chúng ta là phải có một cái suy nghĩ người lớn để làm việc chung trước mà không phải là ngồi ở đây nói nhiều với nhau nữa. Thì lúc đó thì Nam Trung với Hoàng Yến mới đi ra ngoài ghế ban giám khảo để làm tiếp tục cuộc việc của mình. Cái sự việc của thí sinh thì không nói rồi, nhưng sự việc của ban giám khảo như thế thì ở đây cái tập phần này mình thấy một cái biểu hiện nó có sự xô xát, nó không đoàn kết. Và mình thấy cái sự này ở đây là Nam Trung và Hoàng Yến. Hoàng Yến thì có tính rất là thẳng, còn Nam Trung thì mọi người cũng biết rồi, mình cũng không dám nói ở đây Nam Trung. Các thí sinh ngày hôm nay thì là đưa ra những ý kiến và cuối cùng thì là đến cái phần mà xét được người nào đi tiếp, người nào không, thì tất cả mọi người được đi tiếp, còn riêng lại Hồng Xuân và Hoàng Anh. Khi Ngọc Ánh sướng tên Hoàng Anh được đi tiếp thì cũng không tránh khỏi là những cái giọt lệ trên những gương mặt của các thí sinh. Ở đây thì là Hồng Xuân, ở phần này Hồng Xuân là người rất lại, và Hồng Xuân cũng
có thể là cảm nhận được trong cái quá trình mà Hồng Sân chuyển xuất, cũng có thể là biết được là mình ngày hôm nay là không được sự may mắn. Và ở tập tiếp theo thì là các cô gái phải thử với chụp ảnh với các cái động vật như rắn và các cái động vật làm cho cô gái kinh hại. Thứ hai nữa, có một cái thử thách ở phần tiếp theo, đó là các cô gái vào một cái căn phòng mà có thể là như căn phòng ma của chúng ta ấy, để biểu hiện của các cô gái như thế nào. Thì để đón xem tập tiếp theo của người mẫu Việt Nam Next Top Model năm 2017, thì kính mời quý vị và bạn chúng ta hãy xem video tiếp theo. Và để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh, xin kính mong quý vị và bạn chúng ta hãy làm một hành động nhỏ, đó là nhấn cái nút đăng ký màu đỏ ở dưới video để đón xem những video mới của kênh. Một nữa, xin chẳng muốn nói gì hơn, xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video này. Và video này cũng là nhận xét của cá nhân. Nếu không hài lòng ai, hay là mỗi người thích một người, mỗi người có một cá tính, thì mong quý vị và bạn bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị và bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.